Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh. Thì tiếp tục hôm nay ở nhà chú Ba nữa cô chú. Thì con làm một cái clip tiếp theo giới thiệu cho cô chú xem một số cây. Thì cái clip này hỗn hợp gồm có nhiều loại cây nha cô chú. Đây là cây sộp đọt đỏ nè. Rồi xanh nè. Đó, xanh. Rồi gừa bông nữa. Đây gừa bông nè. Gừa Đài Loan xanh, xanh già ha. Rồi mai chiếu thủy cũng Linh Sam, trà Phúc Kiến. Rồi mời cô chú cùng gặp lại em Sang ha, người em quen thuộc trên kênh. Thì cô chú có yêu thích thì mời xem và ủng hộ ha cô chú. Dạ, rồi đầu clip con cũng xin kính chào và kính chúc sức khỏe của cô chú anh chị. Thì con cũng đại diện cho chú Ba tiếp theo. Thì con quay một số cây, tại vì chú Ba cũng lớn tuổi thì con đại diện con quay rồi con ship cho quý cô chú anh chị luôn, để đảm bảo an toàn cây cối cho quý cô chú anh chị khi mua giao lưu với anh em tụi con cũng như là chú. Dạ dạ, mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại của con để trên tiêu đề của anh Khánh đấy quý cô chú. Rồi. Dạ. Đầu clip là một cây trà Phúc Kiến nha quý cô chú. Đầu tiên là cây trà Phúc Kiến ha. Dạ. Trà Phúc Kiến dáng đổ ha. Dáng đổ, cây đây. Nhỏ nhưng mà nó đang sửa hoàn thiện hết trơn quý cô chú. Sửa hoàn thiện cho trái cho bông nhiều cô dạ. Chú ơi. Đây, bông trái nhiều lắm trên cây. Đây. Chung về mình thay cái chậu, cây nhỏ xíu. Nhưng cây mà cây nhỏ xíu mà nuôi cái tàn rồi như là chú trồng từ hột ra hay sao á. Rồi. Dạ. Về mình thay cái chậu đẹp cô chú ơi, về mình trưng thôi. Dạ, để con quay một vòng nhẹ nữa, con đo chiều cao, thông số. Rồi, cô chú xem, nhớ ủng hộ con bằng cách cho con một like và một cái đăng ký ha cô chú. Dạ. Con rất là chân thành cảm ơn cô chú. Cây này cao lên nó được là 30. Rồi, cao 30. Dạ. Cái tán đổ này dài lắm nha. Cái tán đổ này tới 75 lận. Rồi, tán đổ 75 ha. Cái bề ngang này nó được là 46. Rồi, bề ngang 46. Dạ. Cây nhỏ mà tàn thành phẩm cô chú. Cái thân nó bằng ngón tay mình nè. Bằng ngón tay cái mình nè. Cái thân này được 6 của cô chú. Được 6 thôi ha. Đây, cỡ bằng ngón tay cái. Cô chú thấy trái nè. Trái bồng nè. Nói chung là mình về mình thay cái chậu đẹp đẹp của chú. Chú Ba trồng ở dưới đất bó một cái bầu ha. Cái đít này là bứng dưới đất lên nè. Dạ, cây rễ không? Đặng cho rễ dạ. Ăn xuống đất đó cô chú. Cây rất là khỏe. Rồi một vòng nữa cho cô chú hình dung lại cái. Thì những cây này chú Ba tặng nó hơi lớn. Thì cái tiền ship nó rất là cao nên quý cô chú anh chị nào rộng lòng bỏ qua cho tụi con. Dạ. Rồi, giá luôn ha. Dạ, cây trà Phúc Kiến mã số 1 này con bán với giá là 800.000. 800k ha. Dạ. Con bao ship toàn quốc nha quý cô chú. Rồi, 800 bao ship toàn quốc. Mình có con cây trà Phúc Kiến dáng đổ cô chú. Dạ. Về thay cái chậu là mình chơi thôi. Đó, cây đổ đẹp lắm. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo, mình cây Linh Sam quý cô chú. Mình có cây Linh Sam ha, cây này dạ. Hơi cao quá em. Dạ. Cây này to cao cô chú. Sam này Sam Song Hinh nè quý cô chú. Sam Song Hinh nè, rồi quay đi xem. Sam Song Hinh to cao. À, cây lắc lượng. Rồi, theo cái kiểu mà kiển cổ xưa ha. Dạ. Có những cái tai ra này cô chú. Đó. Lắc từ trên dưới ha, còn dây. Mình chưa gọi là thành phẩm nhưng mà nó hoàn thiện chắc cũng khoảng 80-90% cô chú ơi. Cây đang đổ bông lác đác rồi quý cô chú. Cái bộ đế cũng có. Dạ. Rồi. Này thì về mình nuôi mình hoàn thiện thêm hết cô chú. Vừa chơi vừa hoàn thiện. Tại vì cây này chơi được rồi. Rồi. Đây. Rồi. Rồi cho cái thông số luôn xem. Cây này nó cao được là 90 quý cô chú. Cao 90. Cao lắm. Cao 90 chưa tính cái bầu đó, ha, chưa dạ. Tính cái chậu. Cây này thì bề ngang nó được là 70. 70. Rồi. Dạ. Cây hoành thân được nhiêu đây? Đây. Đế đồ có luôn ha, đế cũ đế lâu. Cái hoành thân đây là 11. Rồi 11. Cái hoành cái cũ này nè, nó bự hơn. Nó được là 17, nó bự hơn. Rồi 17 thoát thân dạ. Luôn, sẵn đo thoát thân luôn cái. Thoát thân tới đây luôn. Tới đây được là 20. Rồi, cái bộ đế. Bộ đế này có đế hay cô chú cho nên đo cho cô chú tham khảo. Cái bộ đế này được là 56. 56. Dạ. Rồi, để anh quay cái bộ đế cho cô chú xem coi. Đấy, nói chung bộ đế nó cũng đầy đủ hết trơn cô chú ơi. Cái mặt này mặt âm nè nhưng mà nó vẫn có đế ha. Dạ. Vẫn có đế. Cây thì chú Ba nuôi từ nhỏ sạch sẽ, không có mặt cắt gì hết trơn á. Rồi. Dạ, chị... cây nuôi bẻ sữa từ nhỏ chứ không phải là cây phôi mà mình tán ra mình nuôi. Cái dạ. Này là hơi mấy cọng dây hơi lò xò thôi cô chú, tại mình cắt á, ôm á. Dây thì này con thấy nó định hình hết trơn quý cô chú, dây này nó không đáng đâu. Gỡ ra dạ. Cái là ok.
Rồi, rồi giá cây luôn mã số 2 này con bán với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu ha. Con bao ship 200 cây. Dạ. Ship 200 cây. Dạ, cây này nó tàn nó lớn tới 90 lận. Dạ. Rồi. Ship 200 cây ha cô chú. 1,5 triệu. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 3. Số 3. Cũng là Linh Sam Song Hinh. Thì con được cái cây này một cặp. Cây này đang bông cô chú. Dạ. Mà tại vì quay buổi chiều cho nên bông nó hơi rủ rủ xíu. Đó. Buổi sáng thì mấy thằng này nó phực lên cái là gần như là nó bít nhiều lắm. Dạ, bông này lác đác quý cô chú ơi. Rồi, lác đác. Cây giống như dáng lông ha, lắc dạ, lượng ha. Lắc lượng nhẹ, lắc nhẹ. Rồi. Đây, đây là mặt chính của nó. Đây. Rồi, chiều cao luôn. Cây chiều cao của nó tới vị trí này nó được là 74. Rồi, 74. Cái tán ngang này nó được là 80 lận. Rồi, tán ngang 80. Đó. Cái quỳnh thân đo ngay vị trí này được là 10. Rồi, quỳnh thân 10 ha. Thốt thân hơi cao. Thốt thân tính dày nó là được 31. Mà tính từ đây xuống đây nó là 26 nha quý cô chú. Rồi. Dạ. Nó có cái gọng chỗ này nè, nó như gọng chữ C vậy đó. Rồi. Đây con mời cô chú xem cái mặt này cho nó rõ. Đây. Đó. Đây, bộ đế này thì nó cũng nhiều đế lắm. Dạ, nhiều cộng đế đấy. Cái thân cũ này nè, ngay chỗ này nè, nó tới là 18 rồi. Dạ. Rồi. Thơm thấy cô chú, bông dạ. Nó đang gộ quá thơm. Cây này con xin báo giá là cây mã số 3, rồi. 1,4 triệu. Con cũng bao ship 200 cây như cây lúc nãy. Tại vì cây ha. Nó hơi lớn quý cô chú. Rồi. Rồi đổi luôn em ơi. Cây này cũng hơi to cô chú. Rồi tiếp theo là những cái cây cây mai châu thủy nha cô chú. Mai châu thủy tàn bay. Trung nu hả? Cây là trung nu. Đây một cây mai châu thủy trung nu ha cô chú. Đó. Trung nu. Tàn bay. Tàn bay mà cũng có lắc nhẹ quý cô chú. Bay lắc. Đó. Nguyên một cái co ha. Nguyên cái co bay lắc. Cây này cũng già cô chú. Con thấy trên thân nó nu. Nu nhiều. Đặc biệt là phần gốc ha. Nu. À. Cây này sữa. Đây. Chú sữa nè. Dạ. Tay tán mịn mịn chân. Rồi. Có hai cái chớp này thì còn hơi yếu ha. Dạ. Hai cái chớp này mà dày lên cái nữa là đẹp lắm cô chú. Đó. Cao nó lên được là 45. Cao 45. Rồi cái tàn từ bên đây là nhiêu đây? Được là 76. Rồi 76. Bề ngang này nó được là 52. Rồi. Một cái mâm to như vậy nó được là 28 là quý cô chú. Rồi. Cái này là cái thân dạ. Này cô chú. Đây. Nó nu. Nu cục vậy ha. Dạ. Nu cục. Hai bên luôn ha, bên đó cũng vậy luôn ha. Dạ đúng rồi, đây con quay mặt này cho. Có một cái mặt cắt ha cô chú. Dạ. Hồi sang chỉ cho mình xem ha, có mặt cắt. Đó, cái thân co vậy nè, thân công chữ C. Con xin đo cái hoành. Cái hoành này con đo được là 23. Đây. 23 dạ. Ha, rồi chính xác báo ha. Cái này cũng hơi lớn ha cô chú. Cái cốt này nó được là 15. Rồi 15. Dạ. Đế cũng chảy đều ha. Dạ dạ, đế chảy đều, có đế hết trơn luôn á. Rồi. Nói chung là cây nó co lắc nó rất là duyên. Dạ. Đây, cái mặt cắt ở đây. Nó đang cuốn rất là mạnh nè quý cô chú. Rồi. Dạ. Mặt cắt đây nhưng có mặt cắt mới ti ti nhưng mà nó không có đáng kể đâu quý cô chú ơi, nó cuốn mạnh lắm, mai cho dòng mai chú thủy á. Dạ. Rồi xa xa vậy đây cô chú. Rồi giá rồi. Luôn em ơi. Cây mã số 4 này con xin báo giá cho quý cô chú anh chị là giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu ha. Dạ, con bao ship toàn quốc. Rồi, 2,5 triệu dạ. Ship toàn quốc luôn ha. Đó, cây này ship không chậu nha quý cô chú. Cây này cũng có cái nét đặc biệt ha cô chú. Đó, nó cong một cái đường cong mềm mại ha. Dạ. Đó. Thân này gốc thì nó nu. Nu cục kia nè ha. Đây có mặt cắt. Chú ba cắt cũng lâu ha. Dạ. Xử lý. Đây mấy cái tàn đây. Giá là 2,5 triệu em. Dạ. Bao ship toàn quốc ha. Rồi đổi luôn em ơi.
Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mình có một cây xanh nè. Cây xanh. Đó, một cây xanh hay cô chú? Dạ. Rồi đợi xích vô một chút xíu nha. Rồi. Đây. Một cây xanh. Rồi xanh gì mình có biết là xanh gì không? Sang dạ, à? Cái loại này con cũng không cành nữa. Mà cái lá, dạ. Lá nó bầu hả cô chú? Lá nó bầu chứ không phải lá dài ha. Đây, lá vậy nè. Đó. Cây này thành phẩm luôn ha em, không dạ. Còn sữa gì đâu ha. Cây này thành phẩm luôn quý cây cô chú. Cây thành phẩm ha cô chú. Đây. Mịn màng hết trơn rồi ha. Dạ. Về là mình chỉ chơi thôi chứ không phải làm gì hết. Tay cành cũ nè cô chú. Đó. Từ trên dưới cô chú thấy nè. Đặc biệt nó có mấy cái rễ nó buông ha. Dòng xanh si này thì rễ nó buông, cây già nè. Đây. Cây này 5 năm, ngủ phút. Buông nhìn nó già cổ lắm ha. Thân lắc. Cây này cao lên được là 77. Cao 77 ha. Tán ngang nó được là 82. Rồi. Cái sâu này nó được là 67. Rồi. Một cái cây bonsai đẹp lắm cô chú. Mình nhìn nó không quá lớn nhưng mà nó thành phẩm rồi, nó hoàn thiện rồi. Mình về mình để mình trưng bày mình chơi thôi. Rồi, sang phải lòn vô ha. Cái hoành thân con đo ngay vị trí này nó là 23. 23 ha. Có dính một cái cọng rễ buông nha cô chú. Thì mình cứ thoát thân nó được là 24 với cô chú. Không thọt vô được tại vì nó dạ. Ép sát luôn rồi. Nè, rễ buông nè. Dạ quá con trời ha. Con mời cô chú xem cái mặt bên đây. Dạ. Rồi. Đây. Ở tay trên cạnh hoàn chỉnh hết trơn ha. Dạ, ở trên không. Đây nó có một cái lỗ nè. Nhưng mà cái lỗ này không ảnh hưởng gì tới cái cây, nó đã xăm rồi. Rồi. Dạ. Cây này cái bộ đế nó cô chú thấy nó lẫn với cái rong rêu cho nên mình nhìn không ra thôi chứ mình là vệ sinh nó lại thì bộ đế này rất là lực. Nó bậm bậm vô nha. Bậm vô ha. Dạ. Cây này con xin bán với giá là 2,5 triệu. Con 2 triệu rưỡi ha. Con bao ship 200 cây nha quý cô chú. 2,5 triệu nha cô chú. Cây dạ, thành dạ. Phẩm nha cô chú. Cây thành phẩm ha. Một cây xanh. Cây này con bán tạm gọi xanh quê đi cô chú. Dạ. Cái tay cành số 1 này nè. Bự chà bá luôn. Đây nè. Cây này theo lời chú ba nói là chú ba sửa lâu lắm rồi. Đây nè. Chi dâm là mịn màng hết. Dạ. Về mình chỉ việc mình chơi thôi. Chừng thôi. Giá là 2,5 triệu em. Bao ship 200 cây. 2,5 triệu ship 200 cây ha cô chú. Dạ. Cây mã số 5 nha quý cô chú. Một cây xanh. Dạ. Rồi. Dán cũng cổ. Rồi. Em bỏ bên đây luôn. Rồi. Đổi luôn em ơi. Rồi. Tiếp luôn. Mừng cái này. Ok. Đây, trở lại. Dạ. Rồi, tiếp theo là một cây mã số 6 là cây gừa bông của cô chú. Gừa bông ha. Dạ. Gừa Đài Loan ha. Dạ. Cây này chú ba mới làm lại hai cái lá nó nhuyễn mịn nhỏ xíu ha. Dạ. Đây cô chú. Cây này con tạm gọi là nó thành phẩm được 80% rồi quý cô chú. Rồi. Một số cọng dây đây là nó dính rồi. Mình mở ra là cây hoàn thiện không còn dây luôn. Dạ. Đó. Nó có cái đặc biệt ở đây là nó có cái rãnh nó giống như là nó bị ấy mà nó cuốn lên quý cô chú. Hồi xưa nó bị lửa ha. Dạ, nó giống như là hai cái rễ mà mình dắt ngang đây vậy nè. Dạ. Nhưng mà cái lỗ này là không bị ảnh hưởng gì, con bảo đảm nha quý cô chú. Rồi, cây gừa bông ha cô chú, gừa Đài Loan ha. Cái da nó màu trắng trắng vậy đó ha, móc dạ. trắng vậy đó. Dạ, con mời cô chú xem cái mặt chính ở bên đây. Dạ. Đó. Thân này lên đây cũng lắc lắm. Cây này cao lên được là 52. Cao 52. Tán ngang nó được là 74. Rồi. Cái này nó được là 14 cái hoành thân. Rồi 14 dạ. Hoành thân là ở trên đó ha cô chú. Ở dưới này bự hơn ha. Cái này bự hơn chút mà không đáng kể đâu quý cô chú ơi. Nó 17. Rồi 17 dạ. Ha. Có những cái cọng rễ này cô chú. Còn cái rễ như này thì mình không có moi ra. Dạ. Không có moi ra. Chú nuôi rất là lâu rồi. Cái mặt cắt này nè quý cô chú. Nó đã liếp luôn nè. Đây qua anh Khánh quay giùm cô chú qua bên đây cho nó rõ hơn nè. Đây. Đó. Mặt cắt liếp rồi ha. Liếp luôn. Rồi. Đó. Rồi cây gừa bông mã số 6 này con bán với giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu ha. Dạ. Rồi ship sao đây em? Con này cây bao ship, con bao ship toàn quốc quý cô chú. 1,4 triệu này ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Cái lá nó nhuyễn nhỏ đẹp lắm cô chú, mới cắt ra ha. Cái này mình nói ra trái ra bông cái nữa đẹp lắm cô chú. Gừa bông này nè. Dạ. Cây này đó. Là cây mã số 6 nha quý cô chú. Số 6 ha. Dạ.
Rồi, cô chú có yêu thích thì gọi trực tiếp cho Sang ha cô chú. Dạ. Số điện thoại con có để trên màn hình. Cô chú cứ gọi trực tiếp để mình nói chuyện, mình thương lượng. Tiếp theo là một cây xanh nữa quý cô chú. Tiếp theo một cây xanh ha. Dạ. Rồi, một cây xanh. Cây xanh thì nó có cái mặt cắt này chú chắc mới cắt xử lý lại. Dạ. Cây xanh nói chung là cái thân nó lắc gồ ghề ha. Dạ. Gồ ghề nói chung là có những cái đường chuyển. Cũng là năm âm ngũ khúc nhưng mà cái mặt nhìn nào mình cũng nhìn cũng được chứ quý cô chú. Đây, cái mặt này nhìn dạ. Cái bộ đế này nhìn phê lắm cô chú ha. Nhìn nó hoành tráng lực. Cây cao lên được là 62. Rồi. Tán ngang nó được là 69. 69. Dạ. Cái này thì mới làm lại thôi. Cái hoành thân đây được là 18. Mới làm lại 18. Cái hoành thân ngay vị trí này nó được là 30. Rồi, 30. Dạ. Có bộ đế thì con đo cái mặt ngang này thôi. Dạ, cái bộ đế con đo mặt ngang được là 35. Rồi. Dạ. Quay qua đây giùm anh cái bộ đế phía này của chú có cái một cái mặt cắt ở đây ha. Có một cắt đây. Dạ. Thần nó lắc lên đây. Nói chung là cây của chú rồi rất là sạch sẽ. Dạ. Thoáng. Rồi, cây này giá sao luôn á? Dạ, cây mã số 7, cây xanh này con bán với giá là 1 triệu tư luôn. 1 triệu tư luôn ha? Dạ, con cũng bao ship toàn quốc. Rồi. Chung với cái, cũng dòng xanh kia đó cô chú ơi. Gọi là xanh quê đi, cái con xanh thì con không gần. Dạ. Rồi, tiếp theo. Cây này là cây số mấy đây? Dạ, cây này cây số 8 của cô chú. Số 8 ha, rồi để cho ngay lại cái ha. Dạ, cây này là cây sọp đọt đỏ quý cô chú. Rồi, một cây sọp đọt đỏ ha. Rồi, một cây sọp đọt đỏ. Đó. Cây này có cái bộ củ đế nở ha. Cây sọp này cô chú. Sọp đọt đỏ. Dạ. Dáng cũng tựa tựa như cây xanh quê nãy con mới bán nhưng mà cây này nó nhẹ hơn, gốc to hơn. Rồi, gốc to hơn. Cây sọp này ở trong miền Nam là người ta lấy lá đó người ta ăn được nghe cô chú. Lá non à. Mình rồi cái này cao lên được là 66. Ăn như gỏi vậy, như rau vậy đó. Tán ngang nó được là 78. Rồi 78. Cây này thì chú Ba mới tạo lại thôi ha. Cái tay cành bên đây nó còn nhỏ lắm. Cái hoành thân cây này nó được là 27. Rồi 27. Dạ. Rồi. Còn cái hoành nguyên cái bệ này nè. Nó được là 46. Rồi. Dạ. Còn cái đế thì mình khỏi ha. Cái đế tròn vo luôn, đây con đo cái hoành đế cho cô chú tham khảo luôn ha. Đế nó cũng khá lớn đó cô chú. Có mặt cắt đây nè. Nó được là 92. Rồi, đế 92 ha. Dạ. Một cây sọp đọt đỏ ha. Rồi, quay giùm anh dòng đế. Nó cũng già cổ lắm cô chú đây. Rồi, cái tay này cũng mới làm ha. Bên kia thì cũng có một cái tay cành mới. Đó. Rồi cây sọp số 8 này con xin báo giá với quý cô chú anh chị là giá là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi ha. Dạ, bao ship toàn quốc không chậu nha quý cô chú. Ship toàn quốc luôn ha. Đây. Dạ. Cái bệ đặt này nè. Khá lớn nha cô chú. Đó. Sọp đọt đỏ. Rồi cái lá này nè, cái lá này mình hái ra mình ngâm nước muối xong cái mình chấm gà. Ủa là không chấm chấm cá thịt ha. Dạ, cây này cũng là cây cuối clip. Thì con cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết clip cái cây kiển của con giới thiệu giúp cho chú Ba. Thì mọi chi tiết thì cô chú anh chị liên hệ với con. Thì con xin đại diện trực tiếp để giao lưu với quý cô chú anh chị. Thì con xin cảm ơn và kính chào quý cô chú anh chị, chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Rồi dạ. Con xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi clip. Con xin chào và hẹn gặp lại. Cô chú nhớ đăng ký kênh ủng hộ con hát cô chú. Con xin chân thành cảm ơn.